Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh sinh viên đọc edX và mình tên là Phạm Văn Hoan. Thì video ngày hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề, đó chính là thiết lập mục tiêu trong cuộc sống và tại sao mục tiêu lại quan trọng đến như vậy. Đầu tiên vào thì mình sẽ xin kể, xin phép mà kể một câu chuyện nhé. Mình vô tình xem được ở trên TV, đó chính là một câu chuyện hoạt hình thôi, nhưng mà nó mang rất nhiều ý nghĩa. Câu chuyện như sau. Tức là có trong một buổi diễn thuyết diễn đàn, cái sự kiện này mời một tỷ phú. Đấy, ông ấy là chủ một chuỗi siêu thị lớn nhất của một đất nước. Thế bắt đầu người ta rất tò mò hỏi rằng mục tiêu ông ấy là gì, mong muốn của trong cuộc sống của ông ấy là mong muốn của ông ấy là gì và tại sao ông ấy có thể trở thành một con người như vậy. Thì MC bắt đầu đặt câu hỏi như vậy và các bạn biết câu trả lời là gì không ạ? Ông nói rằng là mong muốn của tôi đó chính là có được một cái ổ bánh mì đen. Bánh mì đen tức là ổ bánh cháy. Mọi người ồ lên và nói rằng ông này hâm đúng là người thành công cũng có lối đi riêng, cái thứ suy nghĩ khác quá là điều bình thường. Thì MC bắt đầu hỏi lại là tại sao đối với một người chủ một chuỗi siêu thị như vậy, đúng không ạ? Người có sở hữu khối tài sản lớn như vậy lại mong muốn là một ổ bánh mì đen. Thế ông ấy lại rằng hồi nhỏ gia cảnh còn nghèo, ông và cha ông chỉ còn 4 đồng trong túi mà mua một bánh mì mất 5 đồng. Cha ông dẫn ông đi tới một tiệm bánh mì. Khi đưa 4 đồng cho họ thì họ nói rằng là chúng tôi bán bánh mì 5 đồng không bán 4 đồng. Thì cái người bán bánh mì đấy bèn thấy một cái bánh mì đen, bánh mì cháy bên cửa sổ bị cạnh lò, tức là để cạnh lò cháy rồi, bán lại cho người này với giá 4 đồng. Người cha không dám ăn bèn nhường lại cho ông tỷ phú này. Mà lúc ấy ông còn bé, ông nói rằng tôi đã ăn ngấu nghiến, ăn rất cảm thấy hạnh phúc, chút cảm ăn như như tôi cảm thấy là ăn một bánh mì cháy thôi nhưng mà rất là vui sướng, rất là lúc ấy đói quá. Thế ông kể lại rằng như thế và đó chính là cái nỗ lực để tôi có được món này. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng làm sao cho cuộc sống tốt hơn, làm sao cho một chất lượng sống cao hơn, đúng không ạ? Và nỗ lực của tôi đã đến đạt những cái mục tiêu ngày hôm nay. Mục tiêu mong muốn tôi chỉ là làm sao để có thể ăn được những ổ bánh mì đen mà không phải là của cho hay là của gì cả đó. Thì qua câu chuyện này không biết là các bạn có thể nhận được bài học hay không, đúng không ạ? Nhưng cái thông điệp ông nói rằng là muốn đạt được như vậy phải có mục tiêu, và theo các bạn thì mục tiêu là gì? Theo tôi, mục tiêu đó chính là thứ chúng ta mong muốn đạt được trong tương lai, trong hiện tại. Ngay giây phút này có mục tiêu 5 phút này, mục tiêu 10 phút, mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn, 1 tuần, 1 tháng, thậm chí 1 năm. Đó, mục tiêu 10 năm, mục tiêu 5 năm, 20 năm, rất là nhiều. Nhưng chúng ta cần có mục tiêu để đạt được những thứ chúng ta mong muốn, bắt buộc phải đến. Và mục tiêu xuất phát từ đâu? Xuất phát từ, theo mình được hiểu và được biết thì nó xuất phát từ 2 thứ. Xuất phát từ nỗi đau, thứ nhất. Cái thứ hai là xuất phát từ cái thứ chúng ta yêu thích, về thứ mà làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nỗi đau hay là gì? Ví dụ như câu chuyện vừa rồi, tại vì ông không đủ tiền mua cho một chiếc bánh mì, đúng không ạ? Ăn một chiếc bánh mì đen. Chính vì vậy ông phải làm sao phải cố thật giỏi, đúng không ạ? Làm việc thật nhiều, đúng không ạ? Để mua được một chiếc bánh mì. Đó, đó là nỗi đau của ông ấy đang bị gặp phải, nên ông ấy phải bắt buộc phải cố gắng thật nhiều để mua được một chiếc bánh mì, đúng không ạ? Đó, cái thứ hai là thứ chúng ta yêu thích và chúng ta làm cái làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Chiếc bánh mì đen đấy tuy bình thường nhưng khiến ông ấy cảm thấy hạnh phúc, đó là thứ yêu thích. Bạn có thể một mục tiêu đó chính là ví dụ đi làm tháng này kiếm 5 triệu, 10 triệu chẳng hạn, đó cũng là một mục tiêu, đúng không ạ? Tháng này chúng ta đạt được 10 điểm, đúng không, con số 10 điểm này, hay đạt được bao nhiêu KPI hoặc đạt được một cái gì đấy, đúng không?
cũng gọi là mục tiêu, thì nó xuất phát từ thứ bạn yêu thích. Bạn phải biết chúng ta thích cái gì, yêu thích cái gì, hạnh thứ khiến những cái gì khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Nỗi đau chúng ta làm gì, đúng không? Nỗi đau đúng không ạ? Chúng ta sợ cái gì, đặt mục tiêu đúng không, thì lúc ấy có động, sẽ có động lực bút cực lớn luôn, đúng không ạ? Còn người không có mục tiêu thì sao? Các bạn thử hiểu đơn giản này thôi, các bạn đứng ngựa bạn ngã ba đường, chúng ta không có mục tiêu thì sao? Ui, đi hướng này cũng được đúng không? Những này đó, tại sao nhiều người bị lạc đường, không có mục tiêu. Thứ hai là đi lúc ta tôi không có một cái định hướng rõ ràng thì bị lạc đường, đúng không? Bản thân mình cũng từng trải qua, bản thân mình cũng định đã đi như vậy rồi do không có mục tiêu thôi. Nhìn đường này cảm tính là nghe hay hay dễ vào luôn đúng không, đường này cũng quen quen này, cũng dễ vào, không có một cái gì nó chỉ dẫn gì cả đúng không ạ, không có một cái định hướng gì cả, nó dễ lạc đường đúng không ạ, và cuộc sống cứ chạy quanh 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 như vậy thì rất là mệt mỏi đó. Và thứ hai là lạc phương hướng thì không biết bao giờ mới đúng hướng được, lạc nhiều không biết bao giờ mới đúng được nếu không có mục tiêu nữa đúng không ạ. Đó là chính vì vậy chúng ta nên có mục tiêu để xác định được con đường chúng ta đi dài hạn và ngắn hạn. Nếu không đạt được mục tiêu 10 năm ít nhất phải đạt được mục tiêu 1 năm, nếu không đạt được mục tiêu 1 năm ít nhất là 1 quý 3 tháng, không đạt được 1 quý thì ít nhất phải được 1 tháng thôi cũng được. Không đạt được 1 tháng thì là 1 tuần đúng không ạ? 1 ngày đúng không? Nhỏ dần 25 phút đúng không? Mục tiêu 25 phút là được đạt đăng được những cái gì đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là phương pháp đặt mục tiêu là do cho hiệu quả nhất. Có một phương pháp, thứ nhất là chúng ta cái mục tiêu của chúng ta phải khả thi, tức là khả thi nó rất là nó phải phù hợp với bản thân chúng ta. Ví dụ giống như là mục tiêu chúng ta có thể đạt được và nó mang một chút tính thử thách và phải nó khả thi nhé, đặc biệt phải khả thi, không nên quá giới hạn. Giống như chúng ta bê được bao cát 20 cân, chúng ta là mục tiêu 100 cân chúng ta không đâu không bê được, nhưng chúng ta chỉ cần bê 50 cân thôi. Tôi nghĩ là quá sức, nhưng mà chỉ cần 30 cân thôi là được, hơn 10 cân thôi. Hoặc là có một cách khác là mình dùng phương pháp đó là cứ cộng 20%, mỗi ngày của tháng này đạt được mục tiêu thì tháng sau sẽ cộng 20% vào để làm mục tiêu, mang một chút thách thức. Thì chúng ta khi thách thức nó càng nhiều một chút thì hạnh phúc nó càng lớn, đạt được cực sướng. Giống như chúng ta chạy được hết một đạt được mục tiêu 7 km trên một quãng đường, nhưng mà cố chạy được 8 km cực sướng luôn, mặc dù mệt thật nhưng mà cuộc sống nó rất là ý nghĩa đúng không ạ? Thứ hai là có phải cụ thể và đo lường được, tức là mục tiêu chúng ta phải nó thể phải cụ thể hóa, ví dụ bằng một con số chẳng hạn như vậy đúng không ạ? Mục tiêu trong ví dụ trong kinh doanh, trong bán hàng nó phải được cụ thể hóa đúng không, bằng con số đo lường được, 1 triệu, 2 triệu hay là 20 triệu, nó phải đo lường được như vậy. Và cái thứ hai đó chính là cái mục tiêu chúng ta phải gọi là cam kết và phải chắc chắn, tức là chúng ta có thể nói với một số người bạn, chúng ta có thể viết ra trên mình hay dùng cái có một tờ giấy bố xong mình viết ra đấy, mình dán lên trước bàn học, cam kết bắt buộc nếu là được thì nào đúng không ạ? Thì lúc ấy chúng ta sẽ biết à, chúng ta mỗi sáng thức dậy chúng ta nên biết làm gì và hàng ngày chúng ta sẽ làm gì, chúng ta không bị bỏ phí quá nhiều thời gian đúng không ạ? Có biết là ví dụ là ngồi khi trong cuộc sống có những ngày tháng mà chỉ biết ngồi không biết làm gì cả, lướt cái bước qua ngày ăn ngủ đúng không ạ, sáng dậy như thế nó cứ vòng lặp thôi đúng không? Nếu là những người không sống mục tiêu nó sẽ sống như vậy, sống cất bản năng đó. Thì chúng ta cần có phải có mục tiêu để xác định được đúng con đường ta đi và xác định được chúng ta muốn gì, như vậy cuộc sống thì gì mới có ý nghĩa và đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Đúng không ạ? Thì hãy đặt bút xuống viết mục tiêu của chúng ta ngay bây giờ đúng không ạ? Chúng ta nên có những cái tư duy suy nghĩ là làm sao để tốt hơn chúng ta ngày hôm qua, làm sao để bản thân mình tốt hơn đúng không? Bản thân mình chính là cái đối thủ lớn nhất, làm sao để tốt hơn đối thủ chúng ta ngày hôm qua là chính là bản thân chúng ta. Cố gắng nhích 1%, các bạn cứ tưởng tượng bạn nhích đúng 1% thôi thì một tháng bạn nhích được 30%, tức là cái tháng cái bản thân chúng ta ở tháng ở ngày 1 tháng 1 với cả ngày 30 tháng 1 chẳng hạn, thì cái thằng cái người ở 30 tháng 1 đã
gấp 3, đã cộng được 30% so với người mùng 1 tháng 1 rồi. Đúng không ạ? Xong rồi các bạn ấy là một tháng thôi nhá, mình mới đo một tháng thôi. Còn 365 ngày nó cộng lên thì nó khoảng tầm 365% thì nó sẽ như thế nào? Đúng không ạ? Thì một năm mình đã cộng được 35% rồi, 365% rồi. Con số khá là rõ rệt. Nhưng chúng ta nên cam kết, đúng không ạ? Khổ, đầu tiên là chắc chắn là khổ rồi, mệt, rất là mệt. Đôi khi là nhiều mục tiêu quá, overload các thứ, nó rất là mệt và rất là khó chịu. Nhưng mà nếu lúc nào mà trải qua vượt qua cái đấy, nó cực kỳ vui vẻ với nó luôn. Cuộc sống có giá trị là một cuộc sống bận rộn và có ý nghĩa đó. Chúc các bạn đạt được mục tiêu của mình, và hãy đặt bút xuống ngay bây giờ, viết mục tiêu của mình nhé. Xin chào.